Vâng, trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, đó là một mẫu xe Toyota Fortuner Column sản xuất 2010, mang phiên bản số tự động, động cơ máy xăng 2 cầu, mang biển kiểm soát 15A51008. Một mẫu xe Toyota Fortuner, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Sơn si thì màu đen xịn sò nguyên bản theo xe. Trang bị la răng đúc 4 bánh, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Một mẫu xe Toyota Fortuner có năm sản xuất 2010, mang khối động cơ 2.7, máy xăng 2 cầu, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất 2010 này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565, hoặc đến trực tiếp cửa hàng em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh các bác nhá. Sơn si thì màu đen rất là đẹp luôn. Lốp dép thì còn đạt đến 80% các bác nhá. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, hãy cứ alo cho em. Một mẫu xe Toyota, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá, form dáng rất là đẹp luôn, động cơ máy xăng 2 cầu. Lốp dép này các bác xem, rất là ok, rất là đẹp luôn. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi nhá. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là ổn định. Nội thất ghế da xịn sò nguyên bản theo xe. Ghế da xịn sò rất là đẹp luôn các bác này. Một mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất 2010, mang phiên bản số tự động, động cơ máy xăng 2 cầu. Xe đẹp xuất sắc các bác nhá, cam kết các bác là da zin cả xe. Máy số zin, keo chỉ zin, hệ thống táp ly cánh cửa còn đằng sau bên phụ các bác này. Âm thanh thì cực hay luôn các bác nhá, âm thanh vũ trường cực hay luôn. Tất cả hệ thống keo chỉ của xe, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Khung cánh cửa các bác này không hề có một chút mục mọt nào. Cam kết các bác là zin cả xe, bao tét hang các kiểu con đà đẻo luôn. Nội thất ghế da xịn sò, chân nỉ nguyên bản. Chân nỉ nguyên zin các bác nhá. Trang bị màn hình cam nùi, màn hình Android. Trang bị túi khí ABS đầy đủ, nội thất tươi đồ nói luôn. Tất cả những cái ốc áp bản nề, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Đó, khá là đẹp luôn. Phần đinh tán răng giật của xe. Cam kết các bác là zin cả xe các bác nhá, zin cả xe luôn. Động cơ máy xăng 2 cầu. Máy 2.7. Một mẫu xe Toyota Fortuner phải nói rất là đẹp luôn. Hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Trang bị hai túi khí an toàn các bác nhá, một cho người lái này, với một người ngồi bên phụ này các bác này. Táp lô của xe rất là đẹp luôn. Động cơ máy xăng 2 cầu, một mẫu xe Fortuner gầm cao máy thoáng, bật lên xuống các bác này. Bật lên xuống các bác nhá. Ốc bản nề cánh cửa này chưa hề động đến ca lê mở lết luôn. Tem mác theo máy sản xuất vẫn còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Đó, phần hệ thống cột kèo của xe rất là đẹp các bác nhá. Các bác xem tinh tán răng giật của xe. Nguyên đai nguyên kiện các bác nhá, nguyên đai nguyên kiện luôn. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, hãy cứ đến trực tiếp cửa hàng em để được xem xe và test xe các bác nhá. Hệ thống lốc của xe các bác này. Phần lốc của xe các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Tem mác đăng kiểm của xe này còn đến tháng 1 năm 2023. Bao zin cả xe. Một mẫu xe Toyota Fortuner đẹp xuất sắc luôn. Hốc hác bản đề. Zin nguyên bản các bác nhá. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi. Rất là rộng rãi luôn. Bác nào mà quan tâm mẫu xe này, mua về chạy gia đình ok luôn. Keo chỉ zin. Keo chỉ của xe, keo chỉ zin các bác nhá, đều tắp tắp luôn. Táp ly cánh cửa này, âm thanh cực hay luôn. Vậy bật lên xuống à. Phải nói là đẹp xuất sắc các bác nhá. Động cơ máy xăng 2 cầu, máy 2.7 đây. Đó, máy 2.7 các bác nhá. Đây là phần quả lốp của đằng trước bên phụ các bác nhá. Hệ thống cua lốp này. Không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá. Rất là ok luôn.
Đấy, la răng đúc đây. Đấy, la răng 6 chấu các bác nhá. Đấy, rất là khỏe khoắn luôn. Lốp dép thì còn đạt đến 80%. Đấy, hệ thống đèn pha này. Đấy, đèn pha, đèn gầm này. Rất là ok luôn. Đấy, biển kiểm soát lại còn Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ các bác nhá. Đấy, sơn xi thì màu đen xịn sò nguyên bản theo xe. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Hiện tại chiếc Toyota Fortuner bên em đang chào bán với giá là 415 triệu đồng. Vâng, 415 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Fortuner. Động cơ máy xăng hai cầu, gầm cao máy thoáng. Phần hệ thống quả lốp của đằng trước bên lái các bác nhá. Phần thụt giảm sóc này. Đấy, tất cả hệ thống cua lốp này. Đó. Phanh đĩa này. Đấy, la răng đúc này. Phần bệ bậc lên xuống này. Đấy, sơn xi thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đây là phần quả lốp của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, lốp dép khe mũi rất là dày luôn, còn đạt đến 80% các bác nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi nhá. Đấy, xe zin cả xe luôn. Đấy, động cơ máy xăng đăng ký 7 chỗ ngồi. Đấy, sơn xi thì sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Đây là phần cốp sau xe các bác này. Đấy, cốp sau xe các bác nhá. Đấy, tất cả những cái đinh tán răng chật này. Đấy, nguyên bản các bác nhá, ốc ác này. Chưa hề động đến ca lê mà lết luôn. Đấy, hệ thống keo chỉ của xe zin. Đấy, tất cả máng nước này, ôi sợ kê luôn. Phần tổng quan của lắp cốp này. Đấy, tổng quan của lắp cốp các bác nhá. Đấy, xe thì phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Tất cả những cái ốc rác này vẫn còn zin nguyên bản luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Còn đây là phần hàng ghế thứ 3 các bác nhá. Đấy, hàng ghế thứ 3 này. Đấy, ghế da thì rất là đẹp luôn. Đấy, trần nỉ nguyên bản này. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm xe cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống gầm xe này. Đấy, gầm cao máy thoáng các bác nhé. Đấy, màu đen rất là lì xe luôn các bác nhé. Rất là lì xe luôn. Đăng ký là 7 chỗ ngồi. Màu đen thì đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, quả lốp sô cua này. Còn đây là phần hệ thống táp ly cánh cửa này. Táp ly của cánh cửa các bác nhá, của đằng sau bên lái này. Đó, táp ly rất là đẹp luôn. Âm thanh thì cực hay. Đấy, táp ly này vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Đó. Tất cả keo chỉ của xe. Đấy, keo chỉ zin nguyên bản các bác nhá. Zin nguyên bản luôn. Đấy, khung cánh cửa này không hề có một chút mục mòn nào các bác nhá. Đó. Phần ốc bản nề. Đó, zin các bác nhá, ốc bản nề zin luôn. Chưa hề tháo rỡ, chưa hề động đến ca lê mở lết. Đấy, tất cả cột keo của xe. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các nhá. Đinh tán chằng chịt này. Ô sờ kê luôn. Đấy, bao zin cả xe, bao zin bao phê các bác nhá. Với giá tiền 415 triệu đồng. Bên em có bao hút hồ sơ. Đấy, cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bác. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe gầm cao máy thoáng thương hiệu Nhật Bản, cứ nhấc máy lên alo cho em. Hệ thống táp ly của cánh cửa. Táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác nhá. Đấy, táp ly của xe này rất là đẹp luôn. Âm thanh thì cực hay các bác nhá. Đó. Hệ thống khung cánh cửa keo chỉ của xe. Đấy, zin nguyên bản luôn các bác nhá, zin nguyên bản luôn. Đấy, keo chỉ thì không hề mất đến một phân luôn. Phần bệ bậc lên xuống này. Đấy, tất cả ốc áp bản nề cánh cửa này. Tem mác thật nhỏ máy sản xuất các bác nhá, vẫn còn nguyên bản luôn. Đó. Hệ thống cột kèo của xe.
Đấy, cột kèo zin các bác nhá, cột kèo zin luôn. Đấy, cột kèo zin. Máy số zin các bác nhá, ghế điện này. Đấy, ghế điện các bác nhá, ghế điện này. Đấy, ghế da vẫn còn xịn sò luôn. Ghế điện 4 chiều các bác nhá. Đó. Sau đây em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem nhá. Vâng, đây là phần hệ thống bô lăng của xe. Đấy, bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu này. Đó, rất đẹp luôn. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhá. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay. Đấy, mặt đồng hồ các bác này. Đấy, không báo một lỗi gì các bác nhá. Đấy, không báo một lỗi gì các bác nhá. Phần táp lô của xe này. Đấy. Quạt số này. Phanh tay này. Phần hệ thống bệ tì tay này. Đấy, có cả hộp đựng kính các bác này. Đó, chắn nắng này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác nhé. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Phần kính lên xuống này. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Đấy, rất là ok các bác nhé. Gương kính chỉnh điện các bác nhé. Đó, hai bên các bác này. Đó, rất ok luôn. Mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì các bác nhé. Chạy chuẩn 12 vạn luôn. Đấy, con này mới chạy được 12 vạn các bác nhé. Đấy, Toyota Fortuner sản xuất 2010 với giá tiền 415 triệu đồng. Đấy, sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan động cơ khoang máy của chiếc Toyota Fortuner sản xuất 2010, mang phiên bản số tự động, động cơ máy xăng, động cơ 2.7 đấy các bác nhá. Đấy, hai cầu. Đấy, dòng Toyota thì máy móc của nó rất là ổn định luôn. Đấy, hệ thống cụm chi ABS chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhá. Chống trơn, chống trượt và chống bó cứng này, tất cả những hệ thống tinh tán trang trần của xe. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Đấy, tất cả răng giật này. Đấy, zin nguyên bản luôn. Đấy, máy lổ rất là êm. Đấy, quạt gió đang hoạt động này. Đấy, tất cả răng giật này. Đấy, nguyên bản các bác nhá. Đấy, không đâm xô, không tai lạc, không gặp nước, không taxi, không dịch vụ. Đấy, keo chỉ zin, máy số zin. Đấy, máy chất gầm chắc côn số ngọt. Đấy, bao zin cả xe luôn. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất 2010, động cơ máy xăng hai cầu, zin cả xe, bao test hãng các kiểu luôn, thì hãy cứ nhấc máy alo trực tiếp cho em. Đấy, máy zin có nhá, máy zin này chưa hề động đến calibrate luôn, máy đang nổ các bác nhá. Đấy, máy nổ rất là êm luôn. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, tổng quan động cơ khoang máy các bác nhá. Đấy, vẫn còn keo đuôi chuột các bác này, zin nguyên bản luôn. Đấy, zin nguyên bản các bác nhé. Đấy, máy nổ rất là thì thầm luôn. Đấy, động cơ khoang máy của chiếc Toyota. Toyota là một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng mặt mà giá tiền lại rẻ các bác nhé. Đây là phần tổng quan của lắp capo. Đấy, tổng quan của lắp capo này, tất cả các lỗ của nó này tròn, không hề có hiện tượng không béo các bác nhé. Đấy, hệ thống tem mát trên máy sản xuất. Đấy, keo chỉ zin luôn. Đấy, keo chỉ zin các bác nhé. Đấy, tất cả hệ thống keo chỉ này không hề có tiếng một phần luôn.
Đấy, nguyên đai nguyên kiện. Một mẫu xe bao zin cả xe, bao zin bao phê các bác nhá, bao zin bao phê cho các bác. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng hợp một mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất 2010, mang phiên bản 4 tự động, động cơ máy xăng 2 cầu, gầm cao máy thoáng, máy chất gầm chắc, giá tiền 415 triệu đồng. Bên em có bao hút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bác. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.